Không chỉ Nhã Phương, đây là những người đáng thương nhất trong màn cầu hôn của Trường Giang. Không chỉ nữ diễn viên tuổi thanh xuân vẻ mặt giống như vừa bị ép buộc sau màn cầu hôn của Trường Giang, mà những nhân vật sau đây cũng đáng thương không kém. Tối 18 tháng 1, trong một lễ trao giải diễn ra tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những hạng mục giải thưởng được công bố, thì màn cầu hôn của Trường Giang dành cho Nhã Phương ngay trên sân khấu đã trở thành tâm điểm thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Ngay sau khi bày tỏ, Trường Giang gần như lao như bay về phía ghế ngồi của Nhã Phương. Đáng chú ý, dường như bất ngờ vì màn cầu hôn đột ngột khiến Nhã Phương khá bối rối, cô quay mặt đi chỗ khác. Mãi đến khi Trường Giang nhẹ nhàng đưa tay, ôm lấy hai mặt, Nhã Phương mới nghẹn ngào gật đầu. Cụ thể, nữ diễn viên tuổi thanh xuân không hề tỏ ra vui mừng hay hạnh phúc, mà ngược lại cô nhìn Trường Giang với vẻ mặt giống như vừa bị ép buộc. Để đạt được ý đồ của mình, anh mặc kệ những người xung quanh đứng chung trên sân khấu bao gồm Hoa hậu Phạm Hương, diễn viên Quý Bình trong vai trò MC, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Cát Tường và Khải Như. Vậy trong màn cầu hôn đêm 18 tháng 1 của Trường Giang, ai là người đáng thương nhất? Bạn đồng hành trên thảm đỏ của Nhã Phương Ngô Kiến Huy. Được biết Nhã Phương và Trường Giang đã không đi chung đến sự kiện. Ngay tại lễ trao giải, nữ diễn viên tuổi thanh xuân cũng không ngồi cạnh bạn trai, thay vào đó cô sánh vai bên Ngô Kiến Huy. Và khi nam danh hài lao xuống cầu hôn Nhã Phương, một lần nữa Ngô Kiến Huy rơi vào trạng thái khó xử khi phải nhường luôn ghế ngồi cho Trường Giang. Hình ảnh Ngô Kiến Huy phải cầm hoa và cúp đứng một góc cho Trường Giang cầu hôn khiến khán giả vô cùng đồng cảm. Ngay sau đó chàng bắp phải di chuyển đến ghế ngồi khác nhường ghế cho cặp đôi đang lâng lâng cảm xúc. Biểu cảm gương mặt hốt hoảng của Ngô Kiến Huy đang được cư dân mạng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Diễn viên Cát Tường, đạo diễn Nguyễn Công Ninh, diễn viên Khải Như, khi mà nam danh hài đang dành thời gian cầu hôn bạn gái thì trên sân khấu, hai người nhận nhiệm vụ trao giải là diễn viên Cát Tường, đạo diễn Nguyễn Công Ninh và người đoạt cúp diễn viên Khải Như, đứng đơ người ra và chả biết phải làm gì với tình huống dở khóc dở cười như vậy. Nhu Phước Thịnh, Vũ Cát Tường, hành động lãng mạn của Trường Giang được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp của lễ trao giải Mai Vàng, khiến cho chương trình phát sóng truyền hình trực tiếp phải kết thúc ngang khi hai giải thưởng quan trọng nhất là nam nữ ca sĩ được yêu thích nhất chưa được công bố trên sóng truyền hình trực tiếp. Nhu Phước Thịnh lên nhận giải thưởng khi sóng truyền hình trực tiếp đã cắt sóng vì lố giờ phát sóng. MC Quý Bình vô tình bị họa lây. Trước đó khi lên nhận giải, nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất, Trường Giang hỏi MC Quý Bình mình có bao nhiêu thời lượng để phát biểu. Dù nam danh hài đã được thông báo mình chỉ có 30 giây để chia sẻ, nhưng Trường Giang vẫn vô tư dành thời gian để cầu hôn bạn gái. Trong suốt gần 2 phút Đức phát biểu trên sân khấu, danh hài xứ Quảng bị MC Quý Bình hai lần nhắc nhở khéo vì sợ ảnh hưởng đến thời gian của chương trình. Trong cả hai lần, nam danh hài đều gạt đi lời nhắc của đồng nghiệp để tiếp tục màn cầu hôn của mình. Tuy nhiên, một số ý kiến khán giả lại cho rằng hành động nhắc khéo của MC Quý Bình kém duyên hay chưa tinh tế. Nhưng ít ai biết được những hậu quả đằng sau việc lố sóng truyền hình trực tiếp. Với tư cách là người dẫn dắt chương trình, MC Quý Bình hoàn toàn được phép nhắc khéo Trường Giang trong trường hợp này. Ban tổ chức Mai Vàng cũng chịu thiệt hại không kém. Màn cầu hôn không chỉ diễn ra trực tiếp trước mắt các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại Nhà hát thành phố Hồ Chí Minh, mà còn được xem bởi rất nhiều người hâm mộ thông qua sóng truyền hình trên VTV9 và hình thức livestream. Tuy nhiên, hành động cầu hôn của danh hài Trường Giang cũng được cho là đã vô tình chiếm sóng trực tiếp của lễ trao giải, khiến chương trình phát sóng trên truyền hình phải kết thúc ngang. Theo đó, Trường Giang đã sử dụng hơn 1 phút 30 giây cho lời nói và hành động được gọi là cầu hôn trên sóng trực tiếp quốc gia. Anh sử dụng khung giờ vàng quảng cáo trên kênh sóng này. Theo bảng giá quảng cáo được Trung tâm Truyền hình Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh công bố, block 30 giây trong khung 20 giờ 10 đến 22 giờ là 40 triệu đồng. Như vậy, phần thể hiện này tiêu tốn 120 triệu đồng. Với một giải thưởng có tuổi đời 20 năm đầy danh giá, tất cả mọi kết quả công sức chuẩn bị suốt hàng tháng trời của cả ekip dường như đã bị lu mờ bởi hành động quá lố của nam danh hài Trường Giang.